À, xin chào các bạn, tiếp tục đến với chương trình Phi thông bằng tiếng Việt. Hôm chủ đề hôm nay chúng ta sẽ là danh sách trong Phi thông. Anh gọi là list in Python. Thì đây, thì danh sách chúng ta thường được khai báo, bây giờ khai báo nhé. Khai báo, ấy sau này. Khai báo. Thì khai báo cái thằng list thì ta phải được cái tên này, tên list nhé. Thì danh sách. Này. Cho bằng bằng cho mở hoặc vuông, bên trong là một cái gì đó, các cái thành phần của cái danh sách đó gồm như là tên chẳng hạn. Thành phần thì có thể là hiện tại, bây giờ có thể thành phần bất kỳ gì. Hiện tại ở mức các bạn người đơn giản ban đầu mình sẽ thành phần là số chẳng hạn, số bất kỳ số nào đấy, hoặc thành phần có thể là có thể là tên tuổi ra kiểu chuỗi. Đây, mình sẽ để một số như là điểm ạ. Điểm nhá. Điểm thi. Điểm thi sẽ là như là 5 điểm này, 4 này, 5 này, 6 này, 10 điểm này, 7 điểm này. Hoặc 8 điểm. Hay vậy. Còn như là tên người ạ, tên học sinh này. Tên học sinh. Thế bằng là như là Lan này, Thu này, Linh này, rồi Huy này, chẳng vậy. Thế thì đây là những thông sinh. Đây là khai báo của cái thằng danh sách là như vậy. Thế thì đã làm gì cái này? Trong lập trình ta có khái niệm là biến và mảng. Thì đấy là những ngôn ngữ nó ban đầu sơ khai mới đầu ấy, như ngày xưa học là Pascal, C, C cộng cộng, Java, họ đều học mảng hết. Thì lên Python thì người ta gọi nó là danh sách. Danh sách là mảng, nhưng là nó ở Python thì nó có vẻ tiện hơn. Ví dụ như này, mình muốn in ra cái bạn thứ hai này sao? Mình in print mở ngoặc nha, như vậy trước mình nói tên học sinh nha, mình mở ngoặc vuông cái mình in số 2 vào, sao không phải là Linh mà Thu, mình Thu mà, à thế này nhá. Thì đây trong Python có lập trình thì ngoại trừ basic ra thì số đầu tiên đây là 0, cái này là 1, cái này là 2. Thì nếu bây giờ mình in này là 1 thì nó sẽ ra là bạn Thu. Còn nếu in là 0 thì nó sẽ ra là bạn Lan. Nếu giờ in đã 1 sao? Ra thì cái này là đặc điểm của Python. Nó quay đầu. Chúng ta được bạn Huy. Đấy nhá. 0 1 2 3. Nhưng nếu ở đây là 0 đi sang bên trái thì sẽ quay lại đầu này là Huy. Giấy in này là 0 nhá, 0 1 2 3. Nếu mà in 3 lại ra Huy tiếp. Đó là đặc tính của cái danh sách trong Python, nó quay đầu tự động. Rồi, đó là khởi đầu như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một số tính chất nữa của thằng danh sách, đó là bọn nó duyệt danh sách ạ, tức là duyệt danh sách, tức là đi từ đầu đến cuối làm nào. Như trong bài hôm trước nói về vòng lặp, mình có nói là for for x trong danh sách là danh tên học sinh, với mỗi cái x nó được gắn một, thì mình in x ra. Đấy là gọi là duyệt danh sách. Đây, in đây, in Linh, Lan, Thu, Linh, Huy. Cũng như danh sách này mình có đây. Lan, Thu, Linh, Huy. Thì họ với mỗi thằng này nó in ra. Nó nhảy từng góc từng một thằng, nhảy từng bước một in ra. Đấy gọi là duyệt qua danh sách.
Thế thì bây giờ bạn muốn xem là liệu trong cái danh sách này thì không phải ở đây. Muốn xem là liệu là bạn Hải hạn, liệu Hải có trong danh sách không? Bạn làm thế nào? Bạn đang hỏi câu này, nếu Hải in Hải ở trong cái tên học sinh thì in ra là Hải có trong danh sách. Còn nếu không, còn không, L đó còn không nhé, L thì mọi người in ra, in ra là Hải, in ra phần có cái Hải không có trong danh sách. Thì cứ vậy thôi, chạy thử nhé. Rồi đó, vì là Hải không có, thế mình đổi tên bạn này thành bạn là Huy chẳng hạn, là bạn Linh đi. Copy lại nhé. Rồi, đổi bạn Linh ạ. Linh, lại đây. Linh. Thì có Linh có danh sách. Thế em viết thế này nó hơi loằng ngoằng đúng không? Ok đã. Em phải hàm mình nói sau. Đây, nó in nhé. Kiểm tra có hay không. Còn tiếp theo. Đấy, tải nó in. Nếu chúng ta sẽ, nếu bây giờ có, nếu Hải không có sách em nhỉ? Nếu Hải không có cái danh sách thì ta là in là Hải không có. Nếu có thì in là có, nếu không in là có. Đấy, thử lại nhé, vẫn thế, kết quả như thế thôi, bạn Hải không có. Nếu Hải không có trong danh sách thì in Hải không có trong danh sách, ngược lại thì in Hải có. Đó là phi thông tương đối là thoải mái chứ ấy. Với các bạn mới học thì nghĩ đơn giản, nó không cần phức tạp quá. Tất nhiên là nếu bạn có một nền tảng chắc chắn hơn, như từ Pascal hay C hoặc C cộng cộng thì bạn sẽ làm này cực kỳ chắc chắn. Chứ nếu mà nhảy vào Python ngay thì nó cũng thiếu một số khái niệm nó hơi ban đầu. Bây giờ ta cần lấy độ dài chắc là làm nào? Là lấy độ dài của danh sách. Ta có sách nào? Print tên học sinh. Độ dài bao nhiêu người? 1, 2, 3, 4. Vậy ta cần in cái chỗ dài dài nào? Green. Len. Len là độ dài. Là len ấy. Len của tên học sinh. Chạy ra. Bây giờ là 4. Cái thằng len này. Tức là nó là len. Tiếng Anh. Danh từ là len. Còn tính từ ở long ấy đó thì nó như vậy. Tiếp theo ta chuyển sang phần tiếp nữa, đó là bây giờ cần phải thêm một ký hiệu danh sách nào. Ta muốn thêm một ký hiệu danh sách vào phần cuối thì ta sẽ dùng là append, tiếng Anh append tức là cho vào cuối cùng. Mình thử nhá, tên học sinh chấm append như là bạn nào bây giờ, bạn Tuấn đi, bạn được chưa? Rồi, vậy thì ta sẽ in lại nhé, xem gọi chúng ta chưa, in print tên học sinh, được rồi, đó bạn Tuấn được vào danh sách rồi. Append ta cho vào cuối cùng. Thế bây giờ bạn đang hỏi tiếp là nếu nếu tôi muốn là cho đầu thì làm nào? À, cho đầu thì nó không có cái cụ từ cụ thể nào cho đầu cả, thế làm nào? Chúng ta sẽ là đây gọi là thêm vào danh sách.
Hack thì ta có thể dùng một cái hàm ta gọi là insert, dùng gọi là hàm insert. Insert gồm có là vị trí và giá trị. Cái hàm này có hai đầu vào, vị trí giá trị. Thì ra làm nào bây giờ? Ta sẽ là ví dụ như là bạn thêm bạn là bạn Vinh hả nhá. Tên, giáo sinh. Insert đầu tiên là vị trí bạn đã, vị trí vào như vậy, vị trí thay thử bạn sau bạn Lan, sau bạn trước bạn Thu nhá, bạn Lan là không, bạn Thu là một, thế thêm vào bạn trước sau bạn Lan, trước bạn Thu, từ vị trí số 1, giá trị là bạn Vinh. Bây giờ in này nhá, in tên học sinh không, ta được bạn Vinh ở. Thế giờ chỗ đầu hàng sao? Đây, ta lại thêm vào để bạn Tùng chẳng hạn. Vì ở đầu hàng thì ta sẽ cho bạn đi vào vị trí số 0. In ra. Chúng ta được bạn Tùng đứng đầu. Thế giờ lại tiếp câu nữa. Thế giờ ta muốn vào cuối hàng. Insert là làm thế nào? Bạn Thúy chẳng hạn. Vậy thì đơn giản thôi, vị trí cuối cùng là âm một, bạn Tuấn là âm một đúng không, như mình nói ở trên, thì Thông nó đi đầu đến cuối, đi ngược lại đi âm một, thằng bạn Huy âm hai, bạn Linh âm ba, thì nếu đi dọc đây lại giá trị khác, âm một Thúy nhá. Đây không, bạn Thúy ai được vào vị trí Tuấn, Tuấn để lên, bạn Tuấn lên không là thay vị trí Tuấn, đi insert mà insert thì để vậy, còn nếu muốn không buộc phải một append thôi. Rồi. Đó là phần insert. Bây giờ chúng ta muốn việc nữa. Đó là thay đổi giá trị của một cái bạn ở đó trong này. Thế thay thế nào? Ví dụ như mình muốn thay bạn thay nhiều Tùng nhỉ. Nghĩ xem nào. À đúng rồi, mình chạy theo mình. Chạy theo. Mình lại được. Đây rồi. Đây nhá. Vậy đây. Ở đây mình đã có bạn như thế này. Bây giờ mình muốn đổi bạn Lan. Thấy vậy. Bạn Lan có giải hàng. Và cho bạn bạn gì nhỉ? Bạn Huyền đi vào trong đó hạn. Làm nào? Chúng ta sẽ có tên học sinh. Bạn Lan là ở vị trí số 1. Bạn Tùng là 0 nhé, bạn Lan là 1. Hãy bằng bạn Huyền nhỉ. Vậy ra in ra thì sẽ có một cái đó là bạn Lan, bạn Huyền thay cho bạn Lan. Đấy gọi là thay vị trí của một cái giá trị ở trong danh sách. Bây giờ chúng ta còn việc nữa, đó là bây giờ ta muốn hỏi thêm từng cái một nữa và thêm nhiều rồi sao? Vậy mình thêm này, chuyện mình có một danh sách khác, sách khác, cái khác thì bằng là một loại khác, như vậy bạn Hiếu, rồi bạn Tú, rồi bạn ai nhỉ, cạn tên quá, Hải đi, rồi bây giờ muốn muốn thêm cái bánh này vào trong danh sách tên học sinh làm nào? Mình nghĩ làm sao? Tên học sinh. Extend. Là mở rộng. Mình thêm cái tên bạn vào danh sách khác. Mình in ra, mình sẽ được cái danh sách mới các bạn kia ghép vào cuối cùng. Đó mọi người không? Đây, tôi anh Tuấn thôi, thêm vào Hiếu, Tú, Hải và thêm danh sách cái tên học sinh này. Đó gọi là thêm danh sách, thêm vào cuối. À, sau khi thêm đã đời rồi, đang muốn xóa, ta xóa danh sách luôn. Làm nào? À, xóa. Hỏi danh sách. Chúng ta làm sao? À, có hàm hàm remove. Phương thức remove ta sẽ thử tên học sinh chấm remove.
Mình sẽ xóa bạn bạn Vinh hả? Ok, in lại xem là có ra bạn Vinh nhé. Bạn Vinh sau bạn Huyền đúng không? Bây giờ thì đi rồi, không còn nữa. Đấy gọi là remove. Mọi người bình tĩnh nhé, mình đây mình đang giới thiệu tất cả cái hàm. Về sau khoảng độ vài video nữa thì mình đi sâu vào những việc khác như bài toán phức tạp hơn. Mọi người đang là cứ nhận nội dung thôi. Còn những thứ thú vị thì phía sau, chứ vội cả. Mọi người bình tĩnh. Bây giờ ví dụ như là mọi người muốn thế này. Có cái nhỉ. Bây giờ bạn muốn xóa thế thôi. Nhưng mọi người muốn xóa một cái vị nào đó mà ở cái một vị trí trong hàm làm nào. Ví dụ như là bạn muốn xóa bạn Tùng gì. Nhưng bạn không biết tên là Tùng. Tôi muốn bỏ bỏ cái bạn mà đứng thứ hai trong hàng. Làm nào, bỏ theo vị trí là xóa nhá, xóa theo vị trí thì ta có hàm là pop, pop là bật ra đấy. Thế thì vị trí ví dụ như mình tên người thế bằng là tên học sinh chấm pop. Ví dụ mình bỏ bạn bạn thứ không này, thứ một, thứ hai nhé. Rồi thứ hai mình in thì bạn ra. Thì mình sẽ chạy nào, đó mình sẽ bỏ ngay bạn Thu ra. Mình bỏ hai này. Hết không còn gì nữa. Mình chạy lại này. Tức là mình chạy lại toàn bộ đó. Đây mình print. Bây giờ mình ghi danh sách mình xin nhé. Xin tiếp trình. Đây mọi người nhá. Mình này. Ở trên này mình đã có bạn Tùng Huyền Thu Linh. Đây mình pop bạn Thu ra. Thì chúng ta có Thu ra ngoài. Trời, mình không biết các bạn đứng thứ ba trong hàng là ai, thì mình lấy người thứ ba lôi ra kiểm tra là ai trong hàng bọn ra ngoài, thì bạn Linh nhảy thì phải thấy chỗ bạn Thu kéo ngược lên. Để tiếp tục nhé, mình sẽ đợi tí, mình đã có người gọi. Tiếp theo này chúng ta sẽ tiếp tục với câu tiếp theo. Rồi nào. Thế sau khi ta đã xóa theo cái vị trí rồi thì có cách hay hơn. Đó là đấy là xóa theo kiểu phương thức nhé. Trên Python nó hỗ trợ một cái nữa mọi người, đó là hàm delete. Để xóa luôn, để xóa. Remove là xóa ra khỏi hàng, delete là các biểu từ ngoài vào. Mình sẽ thử ví dụ như vậy. Delete này tên học sinh, mình để xóa theo người thứ làm xóa này, xóa xóa bạn không này, 1 2 3 cho bạn Huy nhé. Bạn Huy, xóa bạn Huy và mình để in lại danh lần này bạn Huy sẽ ra đi. Giờ bạn Thúy kéo ngược lên trên thay bạn Huy cấm ra ngoài, không biết bạn đi đâu cả. Cái này là của Python, nó mang hơi giống tính chất của một cái hàm ở cái phương thức gọi ở trên console. Cái này có lẽ là tác giả làm thế nó tiện hơn, ngày trên trên con lưu console mà có lệnh này phải đeo. Tiếp theo này chúng ta sẽ đến một phần tiếp theo là bây giờ xóa từng cái một mệt rồi. Mình xóa tất cả, xóa hết, không để gì cả.
xóa tất cả, xóa tất cả sách, sách làm nào. Chúng ta sẽ dùng hàm clear, phương thức clear, clear là làm sạch ấy. Tên học sinh chấm clear và mới print ra không có gì luôn. Cái tên học sinh ra. Và bây giờ là sạch sẽ hoàn toàn đâu, một cái tập hợp trống không có gì, đó là clear. Bây giờ tiếp tục này, bây giờ mình sẽ đấy là sau một số cái phương thức khác. Bây giờ mình muốn đếm xem là trong cái thư mục này, trong cái danh sách này có bao nhiêu thành thành phần đọc của nó. Ví dụ mình danh sách này lại nhỉ, rồi tên học sinh đi, đây ví dụ như trong danh sách học sinh ta có đây, đây gọi là đếm số người, đếm số nhỉ, thành phần phần trong danh sách. Đây, ta có học sinh như thế này, có trong danh sách này có thêm bạn Linh nữa ở cuối, bạn Thu này, lớp của hai Thu hoặc là ba Lan, Lan A, Lan B, Lan C. Đấy, đại khái. Đó, cái tên học sinh thường đi cả đời. Mình có bốn bạn xưa trong lớp có mấy thằng Quân, thì là Quân A, B, C, D, E. Giờ tên gọi thế nó dễ. Nào, bây giờ ví dụ lại mình muốn đếm xem là ở trong lớp chỉ được có mấy bạn Lan nhé. Print thì ta thấy thế nào? Print tên học sinh chấm cao, cao đếm ấy. Chấm Lan. In ra có ba bạn Lan. Còn nếu với nhiều bạn chung mình hạn thì cũng vẫn chung. Có không chung nào. Đó là trong sách có phép đếm, đếm những cái thành phần mà nó đáp ứng yêu cầu của phần cao này. Đổ vào có cái phương thức cao này thì đếm không trong. Rồi. Bây giờ thì ta muốn lấy biết vị trí, với vị trí của bạn Thu ở trong rách sao? Lấy vị trí của thành viên danh sách. Tức là ví dụ bạn bây giờ em nào? Chúng ta sẽ dùng hàm là hàm index. Print tên học sinh chấm index, nhũ là của bạn bạn Thu hả? À, in vẫn sẽ là đây dễ nhỉ? Print à? Rồi, bạn Thu đứng thứ một vì bạn Lan là trong danh sách thì không ở được không? Bạn Lan là vị trí không, bạn Thu vị trí một. Thế nếu bây giờ mình tìm một bạn không danh sách thì bạn sao? Index của bạn tên là Hằng đi. Thì nó ra vậy, âm 1 đấy, vì là không có. À, lỗi luôn. Hằng không có trong danh sách. À, sau khi đã liệt kê đủ thứ rồi, ta cần sắp xếp ra. Sắp xếp nào? Hàm sort. Đây là sắp xếp. Thì nói chung là bọn người học tiếng Anh tốt thì mấy cái thứ này nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Chứ tiếng Anh mà không tốt lắm thì hơi khó. Hơi khó thôi, không nghĩ không được. Đây mình đang giúp mọi người đây, tiếng Anh chưa tốt lắm bắt đầu giỏi dần. Mà thực ra thì nhiều cái khái niệm mà giải thích tiếng Việt nhanh hơn. Thấy tiếng Anh mình làm việc Anh rất lâu rồi, nhưng mà để cắt nghĩa cho người ta, những người mình cần phải dạy mình tiếng Việt thì ta dễ liên tưởng hơn. Tên học sinh chấm short à, print nhá, print tên học sinh
trước khi sắp xếp mình in ra, mà in ra sẽ lên đâu, ở Berlin ấy không, Huy in đầu Hồ Lan, hết Lan đến Linh, bạn nhớ trong các cái sách thì không? Cả phong thiên Linh, một cả phong thiên Lan, cả phong thiên Huy, được gặp bình thường. Nếu bạn nào thi hè học rồi thì thấy điều đó rất rõ. Có một cách nữa để sử dụng để điều chỉnh cái hàm sắp xếp thông qua phương thức lambda, nhưng cái đó nó hơi cao so với chiều hiện tại của người, mình cứ tạm thời để đó nhé, để nói ra sau, nói qua tí, gặp tí, nói qua một tí. Cái lambda này không phức tạp, để sau đi, nó phức tạp quá thì mọi người cũng sẽ khó mà theo kịp, vì nhồi nhét thế này là căng lắm đấy. Bây giờ ta sẽ sau khi rồi ta đào ngược theo, đào ngược lại, ta mình không muốn là như ở trên đó, mình muốn thu cũng đầu làm nào đó thì mình sẽ này tiêu sinh đảo ngược danh sách thì ta sẽ gọi phương thức là reverse, reverse là ngược lại. Ta in nhé, đầu tiên in trước khi reverse này, trước khi đảo ngược ta in ra, sau là ta in ra, thấy không, đầu tiên đang huy đây, ngược lại bắt đảo ngược danh sách thì giờ là thu. Cách này thì nhiều khi trong lập trình lại rất cần, giờ xem chưa cần đâu. Rồi chúng ta sẽ cần là sao chép danh sách, đây là sao chép danh sách. Trong lập trình có khái niệm là deep copy và copy, copy tức là sao chép không và copy sao chép sâu, hai kiểu như thế. Thì sao chép sâu tức là mọi người tạo bản sao của từng thành phần một, mọi người đưa sang, còn phần sao chép thường bọn mình chỉ lấy cái khung thôi đưa sang. Mình lấy ví dụ nhé, thế này đang có, mình có thế không, có tên rồi, mình có một tên khác đi, tên khác thế, gắn luôn bằng tên học sinh nhá, mình in nhá. Thì bây giờ ví dụ này mình in đã. Print tên học sinh xong rồi, bây giờ mình sẽ đổi cái khác, tên khác mình sẽ nâng cấp cái tên khác này ở thứ hai đi, thế bằng là người nữa gọi là khủng long đi, khủng long rồi, vậy mình sẽ thì in lại theo sinh nó đổi không. Mình chỉ đổi ở cái tên khác này thôi mà thằng tiếp sinh bị đổi theo. Đó gọi là copy thông thường, chỉ copy khung bên ngoài, không copy cái nội dung bên trong. Bây giờ mình sẽ làm một cái khác nha, bây giờ là một cái tên khác nữa, khác nữa, thế bằng là tên học sinh chấm copy. Vậy nếu bây giờ mình đổi cái khác nữa, mình đổi tên khác nữa ở vị trí thứ không đi, bằng đây tên khác hạn, theo mọi người liệu nó có thay bạn thu ấy bằng cái đó không. Mới yêu xin nhé, không đổi cả, thu vẫn là thu, vì đây copy này là copy sâu, tất cả các thành phần trong này đều được copy nguyên bản sang thằng khác nữa, nhưng khi bạn thay đổi cái tên khác nó thì nó không thay đổi được cái thông tin ở đây. Đó là phần copy, là phần sao chép của danh sách. Vậy thôi xong đấy,
tất cả những thứ gì liên quan đến sách đã xong. Chúng ta nhìn lại từ đầu nhé, hơi dài, mọi người cố gắng bật máy lên, mình nói đâu gọi đâu mọi người gọi theo thì sẽ rất dễ cho việc nắm bắt nội dung. Nếu chỉ cứ xem suông thì hơi khó, mọi người khó nhận. Chúng ta có khai bánh sách thế nào, sau đó chúng ta sẽ in thử, để in in danh sách, in nội dung theo địa chỉ, chỉ không chỉ một chỉ hai. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần gọi là duyệt danh sách từ đầu đến cuối. Tiếp đó ta sẽ tìm xem liệu nó cái đối tượng này có ở trong sách này không, chúng in hoặc not in. Sau đó chúng ta sẽ lựa ra danh sách, độ dài. Tiếp đó chúng ta có thể là thêm thêm vào cuối danh sách. Tiếp theo chúng ta có thể thêm vào một chỗ đó danh sách. Có thể âm một, với âm một đây là chúng ta thêm vào cái thằng trước, thằng cuối cùng đúng không ạ? Bạn Thúy này được thêm vào trước Tuấn. Tuấn là vẫn là một. Tiếp theo chúng ta sẽ đổi thông tin của một người giống như một cái phần nào đó ở trong theo địa chỉ. Đó, số 1 đây, nhét thêm vào. Bạn Lan ra đi, bạn Huyền được đưa vào. Sau đó chúng ta sẽ là mở rộng danh sách bằng extend để mở rộng. Thêm nội dung của một danh sách vào đấy, vào một danh sách khác. Tiếp theo chúng ta hãy xóa một ai đó khỏi danh sách nếu biết tên họ. Trường hợp ta không biết tên, ta hãy xóa theo vị trí người thứ mấy, thứ mấy. Sẽ có mấy cách xóa. Cách xóa một là xóa mà vẫn để lấy tên. Xóa hai là xóa nhưng không quan tâm tên, cái người bị xóa là gì. Và cách cuối cùng là xóa tất cả, clear, xóa hết, không giữ với ai. Và tiếp đó ra lại làm người khác, đó là đếm số thành phần sách, sách có bao nhiêu người, có bao nhiêu người trong cái hàng này, đếm ra. Và đếm ra lại còn đếm theo là cái theo hàng này có mấy người cùng tên cùng họ. Đó, như vậy. Rồi lấy vị trí của cái một cái người mới cho cái tên, lấy vị trí của người đó. Tiếp đó chúng ta sẽ là sắp xếp cái tên đó. Không, là trước khi chết này, như này. Sắp xếp hành trình từ A theo ABCD. Đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đảo ngược danh sách để ABCD ngược lại là Z X Y đấy, như vậy. Đảo ngược lại, sau đó thì là sao chép danh sách. Sao chép có hai kiểu là sao chép. Một là chép thông thường là chỉ xếp cái khung thôi, nhưng bên trong vẫn giữ nguyên các phần tử đó. Thì khi đổi đổi giá trị thì vẫn có đổi theo. Đổi thằng mới thì sẽ bị đổi thằng cũ. Nhưng nếu là copy thì là xếp sâu. Xếp sâu thì nó sẽ không bị thay đổi thằng cũ, dù ở thằng mới đã có đổi gì đó thì thoải mái không đổi gì cả. Tất cả có độ vấn đề như vậy. Trong video tới mình sẽ nói đến tuple. Tiếng Việt không có khái niệm nào của tuple cả, hãy dùng chữ đó tuple để giải thích cái đó. Buổi khi sau mình nói rất là thú vị. Cái đó cái này thì ở C hoặc là nó có thể là pair, là cặp đôi. Sau đó lên Java thì họ có khái tăng khái niệm khác, khái niệm mới cũng gần gần như thế. Nên Python là một cái bật lên cái khái niệm tuple đặc biệt mà nó rất là mạnh mẽ trong Python. Khi chúng ta trả về một cái hàm gì đó mà thay vì trong Java C là phải định nghĩa một cái struct, một cấu trúc gì đó để trả về, thì trong Python chúng ta phải trực tiếp luôn, thẳng luôn, không phải định nghĩa gì cả, đó tất cả nhờ cái tuple. Thế thì hẹn gặp lại trong video tới mọi người nhé, mình sẽ làm sớm thôi. Cảm ơn mọi người đã xem, và nếu thấy thú vị hãy subscribe kênh.
để mình có thể đưa cung cấp thêm thông tin hay ho nữa mà đáng quan tâm về môn Python này. Mình làm việc khá lâu môn Python này rồi, nhưng chỉ làm thôi, chứ còn chưa bao giờ chưa nói với ai cái gì nó hay ho cả. Bây giờ mình muốn làm để mọi người có thể nhỉ, để có được kinh nghiệm mình ra từ đây, mình muốn chia sẻ với mọi người, cuộc sống cần chia sẻ. Thì tạm thôi, tạm biệt, hẹn gặp lại trong bao nhiêu thời.